Vừa qua tại tỉnh Ninh Bình, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021-2025, khu vực phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí điện, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí kinh tế trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn triển khai các mô hình thí điểm về xã thương mại điện tử của đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Các đại biểu cũng đã cùng nhau trao đổi, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách, từ đó phân tích đánh giá những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp cũng như cơ chế, chính sách nhằm triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn tới. Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, Cục Công Thương địa phương đề nghị các sở công thương trong thời gian tới tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, công ty điện lực, các cơ quan đơn vị liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ sở, cán bộ cấp huyện, xã tại địa phương trực tiếp theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung, đảm bảo thống nhất phương pháp đánh giá đạt chuẩn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương đã ban hành.